Đứa con yêu dấu của tôi là Giêsu, người cứu rỗi của con, khi mặt trời mọc và lặn, khi thủy triều dâng trào và rút, tình yêu của tôi dành cho con vẫn mãi không đổi, kiên định và vững chắc. Con không chỉ là một người thường đi qua thời gian, con là một linh hồn thiên thần mặc áo da, một linh hồn rực rỡ tỏa sáng trong bóng tối của thế giới. Trong sâu thẳm của trái tim con, tôi đã viết một bản giao hưởng về giấc mơ và khát vọng, một bản giao hưởng chỉ có con mới có thể chỉ huy. Con là người chỉ huy của số phận mình và tôi là người điều khiển vũ trụ, sẵn sàng hòa hợp cuộc sống của con với những giai điệu từ thiên đường. Trong tấm thảm cuộc sống của con, tôi đã dệt những sợi chỉ mục đích và ý nghĩa. Mỗi sợi chỉ tượng trưng cho một khoảnh khắc duy nhất, một cuộc hẹn Thiên Chúa và một trường hợp biến đổi hình dạng của người con. Con không phải là một nét vẽ tai họa của cái chổi vũ trụ mà là một kiệt tác được vẽ với ý chí nhân sự trên trời. Hành trình của con là một cuộc phiêu lưu epic và cuộc hành trình qua không gian thời gian. Tôi đã trao cho con la bàn của lời nguyện và những ngôi sao của những lời hứa của tôi để hướng dẫn con. Đừng sợ những vùng đất chưa được khám phá vì tôi đã đi trước con, làm sạch con đường và làm cho những con đường gập ghềnh trở nên thẳng. Âm nhạc đôi khi con có thể cảm thấy như một ngôi sao đơn độc trong bầu trời đêm rộng lớn. Nhưng đừng sợ, vì tôi đã đặt tên cho từng ngôi sao và tôi cũng biết tên con. Con không bị lạc trong vũ trụ, con được nắm giữ trong lòng bàn tay tôi, trân trọng và yêu mến quá mức hiểu. Khi thế giới cố gắng làm giảm đi ánh sáng của con, hãy nhớ rằng con mang trong mình bản chất của Thiên Chúa, con là một ngọn đèn sáng trong bóng tối, sáng tỏ những trái tim xung quanh. Hãy để ánh sáng của con nhảy múa và làm say đắm như những ánh sáng bắt đầu trên bầu trời. Bản giao hưởng cuộc sống của con sẽ có những đoạn lan tỏa và đoạn lan tỏa, những khoảnh khắc thắng lợi và những khoảnh khắc thử thách. Nhưng trong mỗi điệu hòa nhạc, con sẽ tìm thấy tôi đang chỉ huy, điều chỉnh một ý chí Thiên Chúa vượt qua đền thờ và kết nối con với vĩnh hằng. Trái tim con là một chén thánh được thiết kế để nắm giữ mật ngọt của tình yêu và đổ nó vào cuộc sống của những người khác. Yêu thương một cách dũng cảm, yêu hoành tráng vì tình yêu là ngôn ngữ của thiên đàng và trong tình yêu, con sẽ tìm thấy bản chất của sự hiện diện của tôi. Dù thế giới cố gắng khéo léo đưa con vào khuôn khổ, đừng chống lại áp lực để tuân theo, hãy nắm lấy độc nhất vô nhị của mình. Cái lạ kỳ của con, đam mê của con, vì trong sự phong phú của cá nhân con sẽ khám phá thấy bản giao hưởng của mục đích mình. Khi những bóng đen của sự nghi ngờ tiến vào, hãy nhớ rằng, tôi không ban cho con một tinh thần sợ hãi mà là một tinh thần quyền năng, yêu thương và một tâm trí khỏe mạnh. Con là một tượng trưng của sự can đảm, người chiến sĩ yêu thương, sẵn sàng đối mặt với mọi thử thách trên đường đi. Khi con du hành qua những lối đi của thời gian, hãy nhớ rằng câu chuyện của con là phần của bộ sử lớn của sự sáng tạo. Con là một nhân vật chính trong câu chuyện của sự cứu rỗi, và trong từng chương, lòng mến của tôi sẽ dệt vào trang giấy, kéo con gần với trái tim tôi. Trên không gian vĩnh hằng, con là viên ngọc quý của tôi, một linh hồn được trân trọng vượt ra khỏi ranh giới thời gian. Hãy chấp nhận sự độc nhất vô nhị của con vì con là kho báu hiếm có, và vũ trụ đang kỷ niệm kiệt tác là con. Thiên đường mở trên lòng bàn tay tôi, con hãy gõ và mở khóa những phước lành còn chờ đợi con ngay hôm nay. Amen.